Xin chào các bạn, và như tôi đã nói trong cái đoạn video chúc mừng các bạn thì năm 2017 chúng ta sẽ tập trung mạnh mẽ vào vấn đề đào tạo phát triển. Và tôi nghĩ rằng là không có cái gì quý hơn là ngay đầu năm tôi sẽ gửi tới một số các cái ý tưởng, một số những cái vấn đề về đào tạo cho tới tất cả các thành viên của VBM, và video đầu tiên để nói về đào tạo, nói về các kỹ năng quản lý đó chính là các cái quy tắc để tuyển dụng trong các công ty khởi nghiệp và các công ty SME. Bởi vì đa phần các doanh nghiệp trong VBM chúng ta là các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp SME. Thế thì điều đầu tiên khi các bạn tuyển người cho các doanh nghiệp startup và các doanh nghiệp SME đó là gì? Tâm thế khởi nghiệp là quan trọng. Tâm thế khởi nghiệp thì tôi đã nói rất là nhiều trong các cái buổi trao đổi, đó là đổi mới sáng tạo, đó là tinh thần đột phá, đó là tinh thần không sợ khó khăn. Thì điều đầu tiên các bạn tuyển người đó là cái việc là tâm thế, đó là cái mindset, đó là cái gọi là tinh thần. Cái đấy tôi nghĩ rằng rất là khó có thể đào tạo và phát triển được mà chúng ta lại muốn dùng ngay. Tức là những người nhân viên vào trong công ty khởi nghiệp, vào trong công ty SME là phải có tâm thế khởi nghiệp, không có sợ hãi trước bất kỳ một điều gì. Điều thứ hai thì tôi luôn luôn nhắc một cái câu chuyện, đó là gì? Tư cách, sự chính trực, sự tử tế là quan trọng nhất, tại vì cái đấy là gốc rễ. Theo quan điểm của tôi thì sự tử tế rất khó đào tạo. Tức là một người đã không tử tế, chúng ta rất là khó có thể đào tạo họ trở thành tử tế được. Thành thực ra cái này theo quan điểm của tôi đó chính là do cái nền tảng giáo dục của gia đình, đó là do hoàn cảnh, và công ty chúng ta sẽ không thể nào đào tạo được nếu như người ta không phải là người tử tế. Thành thực ra điều thứ hai tôi lưu ý các bạn đó là người tử tế chính trực. Đến điều thứ ba đó là cái câu chuyện là gia tốc quan trọng hơn vận tốc. Bởi vì là chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng ta không có nhiều cái chi phí để chúng ta tuyển những người giỏi, những người có vận tốc ban đầu lớn. Các bạn sẽ rất là quan tâm tới các bạn trẻ mà có vận tốc ban đầu là nhỏ, thậm chí bằng không, nhưng họ có một gia tốc rất là lớn. Đấy là quan sát từ bản thân tôi và rất là nhiều các nhân viên ở trong các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và ở đây thì tôi cũng xin trao đổi một câu chuyện của bạn Cao Trung Hiếu, là nói rằng là khi mà chúng ta là khởi nghiệp, chúng ta tuyển người phải có kinh nghiệm. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm ở đây là các bạn hiểu là có thể kinh nghiệm về kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng, kinh nghiệm về thái độ, kinh nghiệm về đối nhân xử thế vân vân. Thì cái chữ kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng là cái kinh nghiệm về kỹ năng, về kiến thức, đặc biệt là cái kinh nghiệm kiến thức có thể chúng ta sẽ bỏ qua được, nhưng mà những kinh nghiệm về kiến thức và về kỹ năng, về đối nhân xử thế rất là quan trọng. Và đây tôi muốn nhắc lại là gia tốc quan trọng hơn tốc, tức là các bạn sẽ phải quan sát các bạn trẻ có những bứt phá trong một thời gian rất là ngắn. Tiếp đến một cái thứ tư nữa là bạn làm được gì không quan trọng bằng là bạn làm được gì với chúng tôi. Tại vì là doanh nghiệp startup và doanh nghiệp khởi nghiệp thì có một cái quỹ lương ít và chúng ta phải có một cái sự cộng hưởng. Thành thứ ra là cái việc mà cá nhân làm việc được cái gì không quan trọng bằng là cá nhân đấy cộng hưởng với cái nhóm hiện tại làm được câu chuyện gì. Cái này cũng là một điều mà các bạn startup và SME quên khi chúng ta tuyển. Ở đây chúng ta không phải tuyển một cầu thủ xuất chúng, mà chúng ta tuyển một cầu thủ tốt để đá chung với cả đội hình của chúng ta có. Và đến cái thứ năm là họ có được những cái kiến thức, kỹ năng còn thiếu của nhóm. Ví dụ như nhóm toàn về kỹ thuật, nếu như bạn đấy có kiến thức về kinh tế rất là tốt. Và cái thứ sáu đó là vấn đề là nền tảng tư duy. Ở đây tôi đã gặp rất là nhiều bạn, tức là họ có chiến thuật, họ có những cái gọi là thủ đoạn làm việc rất là tốt, nhưng mà cái nền tảng tư duy của họ không có. Và cái này nó liên quan đến cái điều số 3, tức là nếu như các bạn mà không có nền tảng tư duy tốt, không có nền tảng căn bản tốt thì các bạn sẽ không thể nào có gia tốc được. Và đến cái thứ bảy đó là những người mà làm ở trong startup của SME, họ rất là hiểu là họ nhận được cái giá trị gì khi mà làm việc tại SME. Thay vì là họ nhận được lương thì họ sẽ cao, họ sẽ có được những gì về đào tạo, có được những gì quan hệ. Và đấy, và tôi muốn nói rằng là khi các bạn tuyển người ở trong SME và startup thì đây là chính là 7 cái điểm mà các bạn cần phải nắm rõ. Bản thân các bạn là những người CEO, là bản thân các bạn là những người sáng lập, các bạn cần phải hết sức chú ý về vấn đề này. Và đây chính là những cái nguyên tắc để các bạn có thể tuyển dụng được đúng người, để các bạn có thể phát triển được doanh nghiệp của các bạn. Và xin chúc các bạn năm 2017 tuyển dụng được những nhân viên tốt, phù hợp với cả doanh nghiệp của các bạn. Xin cảm ơn.